Gokigenyo, anh desu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video phân biệt từ vựng cùng Ricky Online. Và trong buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ đi phân biệt 4 từ vựng cùng liên quan đến công việc nhé. Shigoto, sagyo, jimuto, kimu. Thì 4 từ này khác nhau như thế nào đây? Mình sẽ cùng nhau đi xem nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy shigoto của chúng ta, nó sẽ bao quát cho 3 cái từ phía dưới, đúng không? Thì mình sẽ xem từng từ phía dưới này. Đầu tiên mình sẽ có sagyo. À, các bạn sẽ thấy anh này đang chở cát. Chở cát thì các bạn hãy thử liên tưởng xem nó sẽ liên quan đến cái gì nhá. Tiếp theo, từ số 2 của chúng mình sẽ là jimu. À, các bạn thấy anh này đang làm việc ở trên bàn, đúng không? Và cuối cùng, kimu. Kimu thì anh này có cả công ty ở phía sau nữa. Thì sẽ khác gì nhau đây, mình sẽ xem từng từ nhá. Đầu tiên này, sẽ là từ bao quát nhất trong buổi ngày hôm nay. Shigoto, ai cũng biết là công việc rồi. Ví dụ, mình có thể là làm thợ đánh cá như thế này, có thể làm giáo viên như thế này, đúng không? Cũng có thể đi chở cát làm công nhân như vậy, hoặc là làm văn phòng, làm bàn giấy như anh này, hoặc là gì, thậm chí có thể vào công trường làm công việc như thế này. Ok không? Thế thì từ này nhớ về nó nhá, sẽ là một công việc và chung nhất. Người ta hay dùng là watashi no shigoto wa honerara desu, đúng không? Các bạn sẽ cho điền cái danh từ chỉ nghề nghiệp vào là xong. Ok chưa? Bây giờ sẽ đến từ mà mình cần phải phân biệt đầu tiên, sẽ là sagyo. Các bạn hãy nhớ cho mình cái hình ảnh cái anh chở cát này nhá. Nào, sagyo thì mình sẽ có gì? Ở đây các bạn thấy nó là suru shigoto. Shigoto sẽ là từ khóa của sagyo. Vậy nên từ này sẽ có một nghĩa là công việc nhá. Nào, công việc thì một sẽ là chở cát như thế này. Tiếp theo, làm gì? Các bạn thấy chị này đang làm gì nhỉ? Đang sắp xếp đồ này, hay chị này đang lau này. Thế mình sẽ phải sử dụng tay của mình để làm, đúng không? Tiếp theo, à, ở đây các bạn cũng thấy là đang chỉ đạo rồi, sẽ sử dụng chân tay và cơ thể nhá. Thế nên từ này của chúng ta sẽ là ite no kekaku o moto ni omona karada o tsukatte. Nhớ nhá, đây sẽ là một công việc mà mình làm gì? Mình dựa trên một kế hoạch cố định có trước, có sẵn. Sau đó mình sẽ chủ yếu là sử dụng cơ thể của mình. Nên mình sẽ hiểu là công việc tay chân nhá. Các bạn nhớ chưa? Ở đây nhá, từ này có một lưu ý nho nhỏ nữa của Zenzen này. Từ này sẽ có một nghĩa là thao tác. Ví dụ, sagyo ga dondon susumu, thì các bạn sẽ thấy là thao tác rất nhanh nhá. Ví dụ như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ sang từ tiếp theo này. Từ thứ hai của chúng ta sẽ là từ này. À, jimu. Các bạn có nhớ một từ văn phòng là gì nhỉ? Jimusho, đúng rồi. Thế các bạn sẽ thấy anh này đang làm việc ở trên bàn. Thì mình sẽ xem nó như thế nào nhá. Ồ, ở đây mình sẽ thấy vẫn là suru shigoto, vẫn là một công việc thôi, đúng không? Thế thì đầu tiên, à, các bạn có thấy ở đây hóa đơn này, rồi tính toán hóa đơn các thứ, giấy tờ. Tiếp theo cô này đang làm gì? À, đang in hoặc là đang photo cái gì đó. Ngoài ra thì đây, như anh bạn này ngay từ đầu mình gặp rồi, là đang làm việc ở trên bàn giấy. Sau này mình sẽ nhớ về từ này là sorui sakusei nado omo ni tsukue no ue de suru shigoto, sẽ là công việc mà chủ yếu sẽ là làm giấy tờ này, hoặc là những công việc trên bàn giấy. Nên mình sẽ hiểu là công việc văn phòng hoặc giấy tờ nhá. Các bạn nhớ được từ này chưa nào? Bây giờ mình sẽ đến từ thứ ba là kimu. À, các bạn thấy đằng sau có cái công ty này nên mình nhớ luôn công ty rồi đúng không? Nhá, từ này của chúng mình sẽ là shigoto suru koto. À, nó sẽ nhấn mạnh vào hành động này. Tiếp theo, ở đây các bạn sẽ thấy anh này đang làm việc ở đâu đây? Nhà máy, đúng không? Thế còn anh này đang làm việc ở đâu? Công ty. Các bạn thấy hai cái nhấn mạnh này không? Vậy nên từ này của chúng ta sẽ là kaisa ni tsutomete shigoto suru koto nhá. Sẽ là làm việc ở công ty thôi. Kimu, chắc các bạn sẽ nghe thấy từ này nhiều nhất đây, đúng không? Ok, bây giờ học xong rồi mình sẽ cùng nhau đi thực hành nhá. Xem mình sẽ nắm được bao nhiêu phần trăm hôm nay nào. Đầu tiên mình sẽ có câu này. Các bạn thấy cái này quen không? À, mình có một từ là shifto. Từ này của chúng mình ghép với một từ cố định nữa, nó sẽ là ca làm. Đây, cái này sẽ là lịch làm của các bạn chia theo ca đấy, đúng không? Thì mình sẽ có 4 đáp án dưới này nhá. Mình xem lại này. Shigoto, sagyo, jimu hay là kimu đấy? À, đúng rồi, câu này đáp án của chúng ta sẽ là kimu shifto, sẽ là ca làm này. Tiếp nhá. Ui, các bạn nhận ra cái gì không? Ở đây mình sẽ có hai cái đồng hồ. Buổi sáng thì mình sẽ phải làm việc từ 8 giờ này. Chiều mình làm việc đến 5 rưỡi, mình trừ thời gian nghỉ ra. Thế tổng cộng là cả ngày hôm nay mình sẽ phải làm việc 8 tiếng, đúng không? Thế 8 tiếng này người ta sẽ gọi là kimu jikan. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây mình sẽ giải đáp thêm một chút thắc mắc của N3 nhé. Nói nhanh thôi. Thì mình sẽ có hai từ nữa, đó là tsukin và sukin. Nếu như các bạn dùng tsukin này này, thì cái chữ thông này của chúng ta sẽ là đi lại, kayo ấy. Nên là, đây, ví dụ buổi sáng các bạn ra khỏi nhà lúc 7 giờ, đúng không?
sau đó đến công ty, đến công ty lúc 8 giờ chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ mất tổng cộng là 1 tiếng để di chuyển. Thế thì cái 1 tiếng này chính là thời gian di chuyển nhá. Thời gian đi làm ấy thì nó sẽ là 通勤時間. Nhớ chưa? Thế còn cái từ này, 出勤. 出勤 của mình thì cái chữ Hán này của chúng ta sẽ là 出る. 出る là xuất hiện. Chính vì vậy nên nếu như mà các bạn đến nơi nhá, đến công ty vào 8 giờ thì nó sẽ gọi là 出勤時間. Nhớ chưa? Nhớ phân biệt 3 từ là 勤務時間, 通勤時間 và 出勤時間 nhá. Dễ nhớ đúng không? Bây giờ sẽ sang câu tiếp theo là câu thứ hai nhá. Câu thứ hai của chúng ta có gì nào? Vẫn là 4 từ vựng này, các bạn nhớ chọn nha. Ở đây mình sẽ có anh này đang làm việc ở đâu đây? Các bạn nhận ra không? Công ty, đúng rồi. Thế mình sẽ giúp các bạn đọc câu này nhá. 私の何々は engineer です. 現在 Marumaru Kabushiki Gaisani Honyarara shite orimasu. Một câu giới thiệu rất là quen thuộc phải không các bạn? Công việc của tôi là, đúng không? Tôi làm công việc này. Làm gì đấy? Làm kỹ sư. Thế thì khi mà nói công việc của tôi là, công việc phải là một công việc nói chung. Đúng rồi. Nên các bạn sẽ chọn Watashi no shigoto wa nhá. Tiếp theo, hiện nay, bây giờ ấy, thì tôi đang làm việc ở một công ty cổ phần nào đó. Thế thì làm việc ở công ty thì nó sẽ phải là kimu shite imasu, đúng không? Kimu suru. Các bạn thấy từ này sẽ có thể thành một động từ nhá. Tiếp theo này, câu thứ 3 của chúng ta. Nó sẽ là một đoạn này. Mình xem ảnh trước nhá. Các bạn sẽ thấy anh này đang cầm dụng cụ đúng không? Để làm gì đấy? Liên quan đến ô tô, chắc là sẽ chế tạo máy, chế tạo ô tô xe hơi đây. Mình sẽ cùng đọc nhá. 私は車の工場にしていて主な仕事は車の組み立てです。時々データ処理などの何々と何々も行っています。 Mình sẽ có 4 chỗ trống. Thế thì chỗ trống đầu tiên mình xem nhá. Các bạn có thấy là làm việc ở nhà máy không? Nào, nhà máy thì chắc chắn đáp án phải là kimu rồi. Làm việc ở nhà máy và công ty đấy. Nào, ở dưới này các bạn sẽ thấy ở đây là lắp ráp. Thế thì khi mà lắp ráp thì người ta sẽ nhấn mạnh vào cái hành động của tay và sử dụng cơ thể. Thế thì mình sẽ chọn từ nào? Đúng rồi, chỗ này chúng mình sẽ chọn đáp án là sakyo. Nhớ nhá, một là công việc nhấn mạnh vào hành động tay chân. Thứ hai sẽ là thao tác. Tiếp này, dưới này các bạn sẽ thấy có một cái là data shori, sẽ là xử lý dữ liệu đúng không? Dữ liệu của mình thì hay ở dạng giấy tờ, làm việc trên bàn giấy, thì mình sẽ chọn từ này chính là jimu. Ngoài ra thì mình cũng có thể chọn sakyo được nhá, chính là nhấn mạnh vào thao tác ấy. Ok chưa? Thực hành xong rồi các bạn nhớ tự chấm xem mình được bao nhiêu phần trăm, xem có hiểu bài thật không nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại hết tất cả kiến thức mình học trong ngày hôm nay để có thể nhớ luôn nhá. Hôm nay chúng mình sẽ học 4 từ vựng liên quan đến công việc này. Từ quen thuộc nhất với các bạn là shigoto, công việc nói chung và hay dùng để nói công việc của tôi là watashi no shigoto wa nani nani desu, nhớ chưa? Nào, từ đầu tiên cần phân biệt sẽ là từ này, mình sẽ có sagyo. Sagyo của các bạn sẽ nhớ cái anh chở cát này là được. Sẽ nhấn mạnh vào cơ thể nhá. Công việc tay chân, ngoài ra sẽ có một nghĩa là thao tác, được chưa? Nhớ nhá, việc tay chân. Tiếp này, từ này của chúng mình sẽ là jimu. Các bạn chỉ cần nhớ một từ là jimusho sẽ nhớ được ra từ này sẽ là làm công việc văn phòng, xử lý giấy tờ các thứ nhá, photo in ấn vân vân. Và cuối cùng mình sẽ có kimu. Kimu thì các bạn hãy nhớ cho mình công ty ở phía sau, nên từ này sẽ nhấn mạnh vào hành động làm việc ở công ty, hành động nhá. Hay, video này của chúng mình được thực hiện bởi Riki Online. Và nếu như các bạn còn thắc mắc gì về 4 từ vựng này này, hoặc là phân vân từ nào chưa phân biệt được, thì nhớ để lại comment phía dưới nhé. Và buổi sau chúng mình sẽ gặp lại nhau với một video phân biệt 4 từ vựng liên quan đến học và học tập. Hai, minasan, jikai o tanoshimi ni.